Xin chào các bạn, mình là Long Thổ. Hôm nay rất vui khi các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn tham quan cửa hàng mới của mình. Địa chỉ cửa hàng mới hiện tại của mình là ở 26 ngõ 172 Phú Diễn anh em nhé. Ở đây là những mẫu giày Mizuno và Kamito mới nhất hiện nay. Giới thiệu qua với các bạn, đây là mẫu Molasida Club. Đây là dòng dành cho những anh em chân thon với giá rất là hợp lý. Đôi này có 1.299.000 anh em ạ. Ngoài ra thì có mẫu Molasida Leo 2. Đây là mẫu giày anh em hay gọi là giày quốc dân. Mẫu này có giá là 1.399.000. Mẫu này phù hợp với anh em chân bè. Và ở đây thì mình thấy có đôi Molasida Pro này. Đôi này là mẫu mới về hôm qua đấy anh em ạ. Mẫu này thì dành cho những anh em chân bé ngang, to, rất là nhẹ. Và bên mình hiện tại thì có mẫu Leo 3 này. Đôi này là hiện nay là đi thích nhất của Mizuno. Mẫu này thì anh em chân thon và chân hơi bè một chút đi ok. Ngoài ra Mizuno thì mình có thêm các mẫu của Kamito. Và đặc biệt anh em có thể nhìn thấy đây là mẫu Kamito Tuấn Anh 11. Đây là mẫu giày mà được rất nhiều anh em lựa chọn bởi vì giá nó rất là phải chăng, phù hợp với các anh em học sinh, sinh viên và những anh em mà chơi bóng đá gọi là vui thôi. Mẫu này là 690.000 anh em ạ. Và ngoài các mẫu của Mizuno và Kamito thì hiện tại mình có bán thêm mẫu Nike và Adidas để phục vụ nhu cầu của anh em. Mình sẽ giới qua một số mẫu đang hot nhất của dòng Nike hiện nay. Đây là mẫu Tempo, mẫu này dành cho những anh em chân bè ngang to có thể đi được. Và đặc biệt đây này là đôi Vambo 14. Đây là mẫu giày mà Ronaldo cũng như Bruno đang đi anh em ạ. Và anh em nào thích đi cổ cao thì có dòng Superfly này nhé. Có mẫu này, màu xanh ngọc cực kỳ đẹp anh em ạ. Và tiếp là đến các mẫu đáp thì bên mình hiện nay đang có đầy đủ các mẫu mới nhất. Đôi Speedlaw này là phiên bản màu trắng, này là phiên bản mới về. Mẫu này là cực kỳ đẹp, đang được rất nhiều anh em đón chờ. Và ngoài ra những anh em mà ưa thích màu mè một chút thì có thể đi các dòng cao cổ này, dòng Brerato này. Cực kỳ đẹp, lên sân thì lổ nhất sân luôn. Bên cạnh đó thì mình có các dòng như kiểu dòng X này, dòng X này đi cũng khá là dễ. Anh em phù hợp với anh em đá cánh, thiên về tốc độ. Và bên cạnh đó thì mình có các mẫu giày đinh FG dành cho những anh em chơi cỏ sân tự nhiên. Cũng rất là nhiều mẫu mã đẹp. Và như vậy vừa rồi mình đã giới thiệu qua cho các bạn tất cả các mẫu giày bên mình. Và anh em quan tâm thì có thể qua xem trực tiếp hoặc có thể nhắn tin qua Facebook, fanpage và website, mình có để đường link ở dưới phần mô tả. Và anh em hãy đăng ký kênh để theo dõi những cái video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.